Ok, xin chào anh em đã trở lại với channel của mình. Dây bóng là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất mà mọi cầu thủ đều cần phải có. Dù chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nghiệp dư hay những cầu thủ gà, những cầu thủ phổ thì đều cần phải có kỹ năng này. Dây bóng không chỉ là thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng, xử lý bóng, dắt bóng qua người mà còn thể hiện kỹ năng cá nhân của cầu thủ đó. Thế thì làm thế nào để có thể dây bóng một cách đơn giản và hiệu quả nhất đây? Theo dõi hết video này và đừng quên để lại comment của mình ở dưới phần bình luận những kỹ thuật mà bạn hay sử dụng nhất trong trận đấu. Kỹ thuật đầu tiên, body fan hay gọi là lăng người. Kỹ thuật đầu tiên này áp dụng cho mọi vị trí ở trên sân, sử dụng sự vận chuyển của cơ thể khi gặp đối thủ áp sát, hạ thấp thân người và vai chân về phía một bên và sau đó đẩy bóng chuyển hướng về bên ngược lại, khiến cho đối phương lỡ bước chạy và chúng ta vượt qua. Đối với động tác thứ hai đó là fake shoot, giả sút, phù hợp với những trường hợp gần khung thành. Thực hiện cú chạy đà và vung chân như sút thật. Chúng ta sẽ vung chân và như rút thật, khiến cho đối thủ bất ngờ và sẽ che bóng. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng lòng trong của chân ngoặt bóng về hướng khác để vượt qua đối thủ. Thứ ba đó là Johan Cruyff. Kỹ thuật này phù hợp khi chúng ta đang có đối phương áp sát ở hai bên hông. Khi chúng ta đang đẩy bóng, kiểm soát bóng, đẩy bóng nhanh mà bị đối thủ áp sát hai bên hông, chúng ta sẽ nhanh chóng bước chân trổ lên vượt qua quả bóng, rồi sau đó dùng lòng trong của chân còn lại cùng với động tác vặn sườn 180 độ, hạ bóng lại và chạy theo hướng ngược lại. Tiếp theo, động tác thứ tư đó là step over outside, động tác đảo chân. Kỹ thuật này đem lại sự đẹp mắt nhưng đòi hỏi người sử dụng phải có một kỹ năng tốt, đôi chân nhanh nhạy. Thực hiện động tác đảo một chân để đánh lừa đối thủ, chúng ta sẽ đảo một chân và nghiêng hết người về phía bên chân đó, rồi sau đó dùng má ngoài của chân còn lại đẩy bóng về hướng ngược lại theo góc 120 độ để vượt qua đối thủ. Động tác này rất có hiệu quả và gần như mọi vị trí trên sân đều có thể sử dụng được động tác này. Nó vô cùng đơn giản và hiệu quả và đánh lừa đối thủ một cách nhanh chóng. Và cuối cùng, động tác thứ năm đó là đẩy bóng qua người. Phù hợp khi đang di bóng ở tốc độ cao, đối phương áp sát đến, chúng ta sẽ dùng mũi giày hoặc má ngoài chân phải đẩy quả bóng vượt qua đối thủ tới khoảng trống phía sau và chúng ta sẽ lách qua đối thủ. Lưu ý với động tác này, phía sau đối thủ cần có một khoảng trống để chúng ta đẩy bóng tới và tiếp tục thực hiện những động tác tiếp theo. Và đó là năm cách di bóng qua người đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng ngay ở trận đấu tiếp theo. Đừng quên đem bóng ra sân và tập luyện nó mỗi ngày, các bạn sẽ cải thiện nó sau từng trận đấu. Sau mỗi trận đấu thì bạn cần phải tua lại những tình huống của mình đã qua người như thế hợp lý chưa, những tình huống nào mình mắc lỗi hay chưa đúng kỹ thuật thì mình sửa lại thôi. Điều đó chắc chắn sẽ giúp cho bạn
tiến bộ rất nhanh. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh của mình để theo dõi những video hướng dẫn tiếp theo hàng tuần của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.